Thông thường thì người ta sẽ làm video là gọi là check in khi vào khách sạn hay căn phòng, nhưng mà tôi làm check out cho nó khác. Đây là căn phòng view ở trên tầng 8 ở thành phố Saint Petersburg, ngày xưa là Leningrad, nhưng mà sau này thì vẫn gọi là Saint Petersburg, là lấy lại cái tên cũ. View view cũng thì thực ra thì không đẹp lắm, nhưng mà ở trung tâm như thế này thì là được rồi. Đây là phòng ngủ, giường ngủ thì đúng hơn, tại vì là căn phòng nó như phòng studio, nó chỉ có gọi là một phòng nhưng mà đủ hết tiện ích. Đây là giường đôi. Đấy. Còn đây là bàn bếp. Bếp thì có quầy bar, đây ngồi ăn ở đây. Hai ghế và có vòi nước rửa tay. Và một điều đặc biệt là nước ở bên Nga thì rất là rẻ và khỏe lắm. Đây, các bạn nhìn. Nước sể sối. Và là nước tắm hay là vòi để rửa tay thì đều có nóng lạnh. Đây là máy pha cà phê, bình đun nước. Đây tủ bếp, đổ hết là đồ đạc. Đương nhiên là phải có lò vi sóng, bếp từ. Đây là tủ quần áo. Tủ quần áo này thì có xem nào, 1, 2, 3, 4, 6 cánh đủ dùng. Đây là chỗ treo quần áo khi về nhà. Và đây là chỗ ngồi để mà đi giày. Thì thường là người Nga ta đi giày, người ta có một cái que. Đấy, có một cái que ấy giày rất là, còn gọi là đón gót rất là dài như cửa vào. Ngày xưa thì ở Nga thì ít có điều hòa, nhưng mà bây giờ do hiệu ứng nhà kính thì người ta lắp điều hòa, nhất là những cái căn hộ studio như thế này. Tuy nhiên thì khi chúng tôi sang là mùa thu thì gần như là cũng không cần phải dùng gì đến là điều hòa cả. Trời rất là mát. Ở đây là toilet. Có một cái phòng tắm riêng. Chỗ tắm riêng. Đây. Bồn cầu. Rửa mặt. Đủ hết. Đây là có tivi, nhưng mà chúng tôi thì trong mấy ngày đây thì đi suốt, thành thử ra cũng không không có xem tivi. Đấy, các kệ cũng có mấy cái cuốn sách trang trí. Đèn ngủ. Đây, tôi đi một vòng nữa để cho quý vị thấy. Trước khi check out là chúng tôi đã dọn lại căn phòng rất là sạch sẽ, trả nguyên hiện trạng như ban đầu. Cái này thì nhiều khi cũng phải nhắc lại một chút là ở Nga thì họ dùng ổ điện tròn, thành thử ra là mang ổ điện dẹt sang là chúng ta sẽ không dùng được. Ai đã từng dùng những đồ Liên Xô cũ thì đã biết về cái ổ điện này rồi. Thế thì thực ra thì cũng không khác gì những căn studio hay là những căn hộ ở Việt Nam. Chỉ có điều rằng là với những căn hộ ở đây thì những cái tiện ích thì được chủ hộ chăm lo từ những chi tiết rất là nhỏ. Và trong khi chúng tôi đến thì gần như không thiếu một cái gì, từ khăn ăn rồi khăn lau rồi giấy rồi khăn tắm đủ dùng trong vài ngày. Về một cái sự chu đáo này thì họ hơn hẳn người chúng ta. Người chúng ta có khi ở 4 5 ngày cũng khi chỉ có một hai ba cái khăn, hai khăn tắm một khăn mặt, ở đây thì khăn thì rất là nhiều. Cảm giác như là nước họ là chu đáo, chứ mà họ thì không sản xuất ra bông như là mình, nhưng mà họ rất là chu đáo. Và cái sự chu đáo đấy thì nó là cái tính cách của con người Nga rồi. À.
đã đến giờ của chúng tôi phải check out, trả lại phòng. Ở đây mà các bạn mà muốn nấn ná thêm thì cũng không được đâu, tại vì là đúng đến cái giờ đấy thì là cái thẻ từ nó sẽ hết tác dụng, các bạn không thể ăn gian được, không thể xin xỏ theo cái kiểu là ở lại được. Đấy, đã đầy đủ căn phòng. Clip của tôi xin phép được chấm dứt ở đây.